làm cái video này nhà đi. Đặt chết cái cỏ nhé.
Thằng Tích đã được một quả rồi. Chúng tôi nhé. Đây là phát xong một cây. Bạn xem đấy, mình đã phát xong ở đây. Mình tạm dừng video tại đây nhé. Hẹn các bạn video sau mình tiếp tục nhé. Các bạn vào xem thì ủng hộ cho mình bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ cho mình nhé. Mình xin nhấn like đấy. Hôm nay ở nhà là đã phát được cái vườn cỏ sạch như thế này. Hẹn các bạn video sau tiếp tục làm nhé.